Những cánh tay nhỏ xíu vẫn còn nguyên dây truyền dịch hay dấu vết của những mũi tiêm hàng ngày. Thế nhưng mọi đau đớn của bệnh tật lúc này đều nhường chỗ cho niềm vui và sự hứng khởi đón tiếp thiếu nhi. Đó là những món quà tinh thần vô giá dành cho các con và gia đình. Cảm thấy là rất xúc động, rất là quan tâm, mình thấy mình cũng vui rồi, mình thấy cũng vui cho con, thấy con có một cái sinh nhật cũng gọi là cũng đầm ấm. Chúng em tặng những món quà ý nghĩa cho các bé, tuy là nó không đáng bao nhiêu nhưng mà nó sẽ mang lại cho các bé một chút gì đó niềm vui nho nhỏ trong những ngày khám chữa bệnh tại bệnh viện. Mỗi bệnh nhi đều có hoàn cảnh và bệnh tình khác nhau, đến từ nhiều nơi. Nhìn các con quên đi những đau đớn do bệnh tật để hòa mình trong lời ca tiếng nhạc, các bậc cha mẹ cũng nghẹn ngào, xúc động. Tại vì bé nó nằm viện cũng lâu, nhiều lúc đó nó cũng buồn, xong em dẫn đi chơi, qua đây thấy công viên của chị có trò chơi này, bé chơi vui hơn. Sắp tới là 1 tháng 6 của thiếu nhi với chị, nói chung mình cũng không có về quê được chơi để cho bé. Tổ chức như vậy là cho bé này, cho bé chơi cũng là vui. Dạ, cho bé quên đi cái nỗi đau của bé đi. Đây là món quà dù không lớn nhưng mà cũng hỗ trợ phần nào đó về mặt vật chất, đặc biệt cũng như tinh thần cho gia đình của các bé, để mong là các bé là làm sao là sớm khỏi bệnh để trở về với cái đi học đến trường. Những hoạt động ý nghĩa này đã truyền đi ngọn lửa của tinh thần tương thân tương ái, quan tâm chăm lo thiếu nhi, những mầm non tương lai của đất nước.